Hi, alo, chào, buổi sáng chào mọi người nhé. Cả nhà mình hôm nay thì trời nắng rất là đẹp. Lợ sẽ đi vào trong rừng để bấy một vài con sóc nhỏ để về nuôi chơi ấy, mọi người ạ. Lợ thì năm ngoái nuôi chim rất nhiều nhưng mà năm nay thì do lợ không có thời gian ấy, lợ đã tặng cho anh em vào phóng sinh hết rồi. Bây giờ để avi chống đấy thì lợ sẽ đi bấy một vài con sóc nhỏ như con sóc bông hoặc sóc đất để về đấy thả để nuôi chơi cho nó vui nhá, vì lở rất yêu thích thú cưng mọi người ạ. Sóc thì nó dễ nuôi hơn chim, không phải chăm sóc lông lá nên là lúc lở đi vắng thì vợ lở ở nhà vẫn có thể giúp lở nuôi được. Đây, trên ba lô và túi khoác của lở đây có mang 5 chiếc lồng nhá. Nay lở sẽ đi bấy bằng lồng vào mùa chuối nhá. Được mấy ngày nay ấy thì là rất là buồn mọi người ạ. Mẹ lợ thì ốm rất là nặng luôn, nên là lợ cũng phải đi dưới kia chăm sóc rất một thời gian rất lâu, không ra được cái video nào. Thì hôm nay thì hôm qua lợ vừa mới về, lợ tranh thủ là trời nắng đẹp, lợ sẽ vào lên ở trên rừng già để lợ quay được những video hay để cho mọi người xem. Qua đây thì nếu mà mọi người yêu thích lợ thì cho lợ xin một like và một đăng ký để ủng hộ lợ có động lực ra nhiều video hơn nhé mọi người nhé. Để mình quay cận cảnh ở chỗ khu rừng mà lợ chuẩn bị đi cho mọi người xem nhé. Hôm nay lợ sẽ lên ở trên chân đồi trên xa phía xa kia nhé. Từ đây đi thì chắc lợ phải mất tầm khoảng gần tiếng đồng hồ là lợ mới đến nơi nhé. Đây thì đường thì nó cũng gần thôi nhưng mà do rừng núi ấy thì là lợ cũng không đi được nhanh, nên là mọi người thông cảm lợ, mọi người hãy cùng lợ đi xem hôm nay lợ có thu được gì không nhé. Mọi người ha, ở chỗ lợ ấy thì năm nay cây quả nó rất là nhiều luôn, con sóc như sóc đất này, sóc bông với sóc vàng kia về đây ăn quả thì rất là nhiều, nhưng mà ở đây ấy là do địa hình rừng già ấy, cây cối nó rất là to nên là sóc ăn ở trên cây rất cao, cũng có thể là rất là khó bấy, nên là lợ cũng quyết tâm phải hôm nay cố gắng xem bấy được một đôi sóc nào đó để đi về nhà lợ sẽ nuôi nhé. Mọi người cùng lợ đi xem lợ khám phá rừng ở chỗ lợ nhé. Đây nhé mọi người nhé, rừng chỗ lỡ ấy thì là cây quạ nó này rất là sai quả luôn. Cây này quả này bây giờ nó vẫn chưa chín nhá, như mọi năm thì chín rồi nhưng năm nay thì nó vẫn chưa chín. Lúc nào cây này nó phải rụng lá gần hết đấy, lúc đấy thì quả nó con chim về ăn nhá. Bây giờ chim ở đây rất là nhiều luôn mọi người, thì mọi người có nghe thấy tiếng chim hót không mọi người ha? Lợ đã đến nơi để lợ đặt bẫy rồi. Thế mọi người ạ, số bẫy lợ mang trong ba lô đây. Bây giờ lợ sẽ lên bẫy ở cây này nhá. Để quay cho mọi người xem. Đây một địa điểm rất là lý tưởng để mình đặt bẫy chỗ này nhá. Thế là lợ đã đặt xong một lồng nhé mọi người nhé. Đây chính là cái bẫy thứ hai mà lợ đặt nhé. Lợ đặt đây là một địa điểm rất là lý tưởng mọi người ạ. Mọi người ha, lợ đã phát hiện đây này, dấu vết con sóc lên cái cây này rất là nhiều luôn rồi. Nên là lợ sẽ lên trên này đặt một cái bẫy trên này nhé mọi người nhé. Mọi người ha, lợ đã đặt xong cái bẫy thứ ba nhé mọi người nhé. Còn hai cái lợ sẽ đi đặt nốt đây nhá mọi người nhá. Đây là chính là cái bẫy cuối cùng nhá. Hôm nay có một cái trên kia thì do địa hình nó khó, cây nó bé thì lợ không quay được nhá. Bây giờ lợ đã bẫy hết rồi, lợ chỉ chờ đợi kỳ tích thôi. Mọi người hãy theo dõi video lợ để lợ chờ kết quả nhá. Tí lợ chờ đến khoảng 5 giờ thì
gần tối lợn sẽ đến thăm, bởi vì con sóc này nó đến giờ nó ăn ấy, ăn ra buổi trưa ăn này, nó lại gần tối nó mới ra nhá, nên là giờ lợn sẽ đi thăm rừng vòng chơi, để tí tối lợn sẽ đi thăm bẫy, và trong thời gian này lợn đi thấy cái gì lợn sẽ quay cho mọi người xem. Mọi người ha, đây là một cái mang, và mang này là loài mang ngon nhất đấy mọi người ạ. Mang này nó rất là khó, bởi vì nó phải rút ra từng đoạn một này. Mọi người xem nhé, nó chỉ bé tí này thôi, nhưng mà mình rút ra thì là dưới này thì mình chỉ vặn được một tí này thôi. Để tí lợ lấy một bó xong lợ vẽ cho mọi người xem nhé. Mọi người xem cái cây vầu này nó rất là rộng nhé. Cái mang này nhá, đây nó rất là bé nhưng mà nó đụng một đoạn này, người xem nó rất là ngon luôn này, nó phải rút ra từ từ này mình mê 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 mê, mê được đấy. Mới ăn được cái mang này mình phải kiên trì, vậy đây là nó rất là khó để kiếm được một bát, mỗi lần rút nó chỉ được một ống nhỏ nhỏ thôi nhé. Mang này thì chắc là loại mang mà ngon nhất rồi. Ngâm với muối ớt thì phải phải nghĩ rồi mọi người ạ. Vặn rất là lâu đang động một bằng này thôi nhé. Cho vào túi. Đây nhé mọi người nhé. Đây có một đàn gà rừng đây. Gà nuôi rừng ấy. Nó bậy rất là nhiều luôn. Nhưng mà loài này thì thuộc vào danh sách đỏ, lợn sẽ không bấy nhé. Ở dưới này có một đàn quế lâm rất là nhiều luôn, có rất là nhiều loại chim đang hót ra này. Quế lâm hót rất là hay nhé. Mọi người xem, nên lợn đã phát hiện một cái quả này, con sóc nó ăn rồi, rơi ra đây rất là nhiều luôn. Quả nó đi. Ui rồi quá nhiều sóc luôn, này phải hôm nào phải dùng đây bấy mấy con để nuôi thôi mọi người ạ. Quả này sóc rất là thích ăn nhá. Cái này con người vẫn ăn được nhá. Rang lên ấy, ăn nó còn rất là ngon, rất là thơm. Này hạn của nó như thế này. Đấy, ở trong nó rất là ngon luôn. Quả này con sóc đã ăn rồi. Bây giờ những quả rơi ra thì con sóc con chuẩn nó ăn rồi. Những quả này này, trong nó rất là ngon nhé mọi người nhé. Và trên cây này có mấy con sóc đất rất là nhiều nhá. Đấy, nó nhạy nhạy đấy. Hình như sóc đất đây không ăn chuối sao ấy. Mình có bấy 10 chuối trên này nhưng mà nó không ăn nhá. Trên này rất là nhiều luôn. Có khoảng 5-6 con luôn mọi người. Đấy, nó chạy nhạy nhọn trên cây rất là nhiều. Ăn quả trên này. Mọi người nhá, đây là số mang rừng hôm qua lỡ vừa hái được nhá. Chú mình thì không biết là sóc nó không ăn mùi chuối sao ấy. Hôm qua thì lỡ cũng có đi bấy lồng bằng chuối nhưng mà con sóc đến mà con sóc không thấy ngó ngàng gì nhá. Bởi vì chỗ lỡ trên rừng ấy thì nó cây cối nó mọc quả nhiều quá, sóc nó ăn cây quả thôi, nó không về ăn mùi của mình. Thế thì nếu mà mình nấu cái mang này phải có một tí thịt kèm theo nhé. Hôm nay thì lợn cũng không có thịt lợn, nên là hôm trước thì lợn có được một con trợn rừng ấy thì lợn cũng để lại, thì bây giờ lợn sẽ nấu một nửa trợn rừng này với nửa mang này nhé. Cách nấu này rất là ngon luôn mọi người ạ. Hôm qua lợn đi vội, lợn cũng không mang được tỏi, nhưng mà trong cái lọ ớt ngâm của lợn này thì là nó đã có tỏi trong này nhé. Cái này ngâm ăn rất giòn, rất là ngon luôn. Tớ sẽ nấu món thịt chuột với mang rừng nhé. Món này rất là ngon luôn mọi người ạ. Mang nó rất là giòn và rất là ngọt. Cái mang này cho thịt chuột trước nhé. Cho thịt chuột rang trước để
cho mang vào phao một lúc là để tí nước, mang là phải có nước. Quá ngon rồi mọi người. Cho thêm mấy quả ớt vào. À, đây nhá. Xào kiểu này thì là mình cho thêm một tí nước vào nhé. Mình cho ít nước nhé, tầm này thôi nhé. Quá là ngon luôn mình ạ, nó rất là tươi luôn. Mọi người ạ, thịt chuẩn nấu với măng rừng đây. Đó, nó rất là xanh và rất là tươi luôn mọi người ạ. Lỡ mời mọi người cùng lỡ thưởng thức măng rừng nấu với thịt chuẩn nhé. Đây mọi người, đây chính là măng rừng nhé. Rất là giòn, rất là ngon. Có ít vị cay cay của ớt ngâm nên là nó rất là ngon luôn mọi người ạ. Đó chính là miếng thịt chuẩn rừng đây. Chân nó rất to mà rất chắc. Ăn rất ngon. Cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ Lỡ nhé. Lỡ chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều thành công trong công việc nhé. Do thời lượng video dài ấy, nên là chắc là Lỡ phải tạm dừng video tại đây, để tí nữa Lỡ chuẩn bị đi xem nào hôm qua cái bấy sóc đấy nó có ăn hay không. Hôm qua thì Lỡ cũng thấy sóc đến rồi, nhưng mà không biết là do bấy nó mới hay là sóc nó không ăn mùi chuối ấy, thì là sóc nó cũng không ngó đến mùi của mình nhá. Bởi vì thời lượng video nó quá dài nên là mọi người thông cảm nhé. Chúc mọi người sức khỏe nhé. Bye.